liên quan đến vaccine COVID-19. Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi phân phối công bằng vaccine. Các vị lãnh đạo tôn giáo nhiều nơi trên thế giới đã ký vào một thông cáo chung kêu gọi phân phối công bằng các vaccine chống COVID-19 và coi đây là một nghĩa vụ nhân đạo. Thông cáo với lời kêu gọi trên đây thuộc phổ biến hôm ngày 24 tháng 5 năm 2021 vừa qua, nhân dịp khai mạc khóa hội toàn thể của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong số các nhân vật ký tên vào bản kêu gọi có Đức Hồng y Peter Tusson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện, đại diện Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Justin Quenbeyt, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Seth Ahmed Antwell, Đại Aman của Đền thờ Hồi giáo, Anh Ajahad, đại diện cho 90 triệu tín đồ Hồi giáo, Sunnit, Nhiều vị đại diện do thái giáo và các tổ chức quốc tế khác như Hội Chữ Thập Đỏ, Cao Ủy Tị Nạn Liên Hợp Quốc. Trong lời kêu gọi, các vị lãnh đạo tôn giáo và tổ chức quốc tế bày tỏ lo âu vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thứ 19 đối với thế giới, gia tăng các tình trạng bất công và hố chia cách giữa các nước giàu và nghèo, giữa ổ lầm than và bất an trên thế giới. Ảnh hưởng của các tình trạng này càng được thấy rõ trên bình diện thế giới trong những năm tới đây và không nước nào trên thế giới thoát được vì thế thông cáo viết cần phải đảm bảo cho mọi người dân trên thế giới được vaccine chống dịch và được trợ giúp thích hợp về y tế chúng ta cần xây dựng một thế giới trong đó mỗi cộng đoàn bất luận là ở đâu đều được vaccine chống covid thứ 19 cũng như chống bao nhiêu thứ bệnh tật tiếp tục gây thương tổn và chết chóc cho dân chúng như đại dịch đã chứng tỏ trong thế giới của chúng ta hiện nay có sự lệ thuộc lẫn nhau và không ai có thể được an toàn cho tới khi tất cả mọi người được an toàn. Chúng ta đã chọn lựa giữa các quốc gia chủ nghĩa về vaccine và tình liên đới nhân loại. Cụ thể, các vị lãnh đạo tôn giáo và các chính trị quốc tế kêu gọi Đại hội đồng của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đảm bảo cho mọi nước được vaccine qua sự chia sẻ kiến thức và tài năng, đảm bảo cho mọi người trong mỗi nước không ai bị loại trừ, không được chích vaccine. Và thông cáo kết luận rằng nay là lúc chứng tỏ một sự lãnh đạo quyết định các nước và các tổ chức trên thế giới có một cơ hội duy nhất để đương đầu với sự chênh lệch trên thế giới và đảo ngược những xu hướng trong những năm trước đây nhờ đó họ sẽ mang lại hy vọng không những cho người nghèo trên thế giới nhưng cho tất cả chúng ta